gì? Lá bài này hả? Sao? Bóc lại đi. Xấu. Bóc lại đi. Đây. Cái lá này hả? Sao mà đen thui vậy? Nó toàn là màu u ám không à. Ngộ vậy ta. Cái lá bài này nó tượng trưng, nó đen tối lắm, giống như ngoại hình tính cách của em vậy đó. Cái nước da đen thui hả? Sao chế? Trời ơi, sao đen dữ vậy trời? Cái này đen quá luôn rồi đó. Bình tĩnh, không có gì mà lo hết đó. Nó trắng á, nó chưa chắc là đẹp. Nó đen á, nó chưa chắc là xấu, đúng không? Mà được chưa chắc gì vui, mất chưa chắc gì buồn. Ha, đây là lá bài nói lên là nước da của em á, giống như nước da. Tại sao con gái con lứa mà đi nắng mà không giữ gìn mà nó đen thui vậy? Trời ơi, nè, tuy em hơi đen nhưng mà em cười có duyên lắm đó nha. Cười lên coi. Thôi con mắt nhỏ xíu à bà? Không có. Nói đây là con mắt em hơi bị nhỏ, đúng không? Nhưng mà cười nó cũng bị hí nữa. Bởi làm việc với người khác ơi, đời người ta nhìn vô á, người ta không có tin nhiều. Theo á, chế Quỳnh nói cho em nghe nha, nghe kỹ nha. Sau này là phải đi cắt mắt để làm việc người đời á, người ta mới tin tưởng mình hơn, đúng không? Cắt mắt đi cho nó to lên. Thôi đi bà có cố gắng nhướng lên á thì nó cũng không có ăn nhập gì ngoài hai yếu tố đó, đúng không? Nó không liên quan quan trọng. Sao xích lại đây coi. Ha, da dẻ cũng được, quay qua đây coi đó, nó cứ nhớ chấm chấm nè, ở đâu ngước lên coi. Đây nè bên này nè, cái nốt ruồi nó hơi bị to, bởi vậy những làm gì nó út tắt, nó to đùng hà, nó khó lắm, đúng không? Bởi vậy á, người tính không bằng trời tính. Thương thân phận em gái quá à. Trời ơi, sao số em đen dữ vậy? Có cách nào không chế? Chứ ba má em xin em ra vậy em đâu có muốn đâu. Thôi. Thiệt á. Bóc lại đi. Bóc nữa đi. Dạ. Thấy chưa? Có dông trên sự nghiệp đúng không? Dạ. Sao? Trời hay lắm á. Giác quan hay lắm á. Coi dông công danh sự nghiệp phải không? Trời ơi, lá bài này lên nó nói cuộc đời em rực rỡ. Giỏi lắm đó, rực rỡ đó em. Dạ, sao? Nè, em á, thì em rất khéo tài. Đúng rồi. Giỏi lắm á. Đúng. Khéo tài lắm. Em làm bên thiết kế nè, nhào nặng, vẽ. Công ăn sự nghiệp thành công, nhiều tiền lắm đó nha. Đúng quá. Ủa nhưng mà làm vậy em sợ nó bị ít tiền á, chứ em thì em sợ nghèo lắm luôn á. Bậy à. Sao bậy? Nói ra là bậy rồi. Cái nghề của em á, mà đem ra mà lâu lâu em ra em chuyển làm á, tiền bạc vô hàng tỷ. Thôi, nhiều dữ vậy? Ừ, thôi bóc đi, bóc thêm lá nữa đi, cho chế coi nè. Ừ. Trời ơi, bà ơi, bà đi coi bói chứ bà, có tôi với bà ngồi mà đánh đài cào đó bà rặn với nặng vậy. Em quên. Trời ơi, quên cái gì? Lá bài này phải không? Nó khẳng định cuộc đời em luôn, em rất giỏi. Giỏi dữ lắm. Nhưng có một điều á, có một cái là em dốt lắm á. Em dốt là cái gì phải không? Cái gì? Toán lý quá. Đúng rồi. Nhưng mà điều bù lại á, là em giỏi văn. Trời đúng quá. Đúng không? Chế biết mà. Chế nói cho em nghe nha, lần trước em đi thi văn đúng không? Đúng không? Đáng lẽ là em dễ nhất. Đúng rồi đó. Nhưng mà là em dễ gì? Em biết sao không? Sao? Xung quanh em là tàn là tiểu nhân không hà. Làm sao mà được? Sao kỳ vậy? Ừ. Nè, em tính bốc lá bài này đúng không? Trời ơi, sao biết hay vậy? Đúng rồi. Trời em ơi. Em tính bốc lá này. Trời ơi, nghề của chế mà. Chế là có giác quan thứ 6. Chị nghi đâu, bây giờ chị nói đại mà trúng á. Nè, rồi lá này sao? Lá này á, nó nói lên á, là một ngày gần đây thôi, em sẽ gặp một chàng trai to, cao, bự, giãn dở, trắng nhỏ. Sao không có đèn với em đâu. Chị để ý nha, tính ra là bao nhiêu tiền em đổ hết vô đồ ăn luôn á em. Quá dĩ nhiên rồi My. Trời ai như My mua sách thì nhiều vô rồi có ăn được đâu. Rồi em mua sách đó em đọc em sẽ trau dồi kiến thức cho em thông minh. Mà em thông minh rồi á thì em làm cái gì cũng được hết. Em làm cái gì cũng được thì em có rất là nhiều tiền. Rất nhiều tiền thì em mua cái gì cũng được. Em ăn ngập mặt em mua. Không, cũng đúng. Kệ em. Nè, em gặp chàng này em sẽ nên duyên chồng vợ.
chàng này gia tài hả, cá sù siêu, cá sù siêu to luôn đó. Không không, mà bà này á tính ra bao nhiêu tiền là đổ vô hết spa của cái bà này rất là tốn tiền. Ủa rồi sao, ít ra nha mấy cái tiền tôi đổ vô spa thấy hiệu quả liền luôn. Mà nhìn da mấy người đi nè, ai da cũng xấu hết trơn, nhìn da tôi đi. Trời ơi, thấy chưa, da rất đẹp, rất láng mịn. Em hiểu không? Em hiểu nha. Chúc mừng em nha. Cái gì sau này đã được đạt là phải nhớ chế nha. Em hiểu không? Trời ơi, yeah. Trời ơi, tao nhậu. Ai đã thật? Gì vậy? Nói đi Cưng á. Chị đây là chị Quỳnh, nickname á là Quỳnh Bóker, chuyên bói online, mọi người hay gọi là Quỳnh bói đó. Rồi tới đây làm chi? Bói nè. Ôi bằng cái gì vậy? Bài. Bài quá trời nè. Rồi kết quả làm sao? Nói đi Cưng. Đúng 99%, còn 1% còn lại chưa nói hết. Nè nha, ai, đâu phải ai cũng biết là da em đen, mắt em hiếp, rồi em có nốt ruồi, đâu phải ai cũng biết đâu. Cảm ơn Cưng nha. Chỉ có chị Quỳnh biết thôi. Đúng rồi. Tụi chị biết. Mấy chị biết sao? Biết gì? Chế Quỳnh đó nha, còn biết là em khéo tay hay làm nè. Em còn hay làm đồ mỹ nghệ. Lớn lên á, em sẽ làm nghề đó đó. Chắc chắn. Rồi nha, còn cái thi văn giải nhì. Ai biết? Tất cả là do tiểu nhân hãm hại. Chứ nó không là em giải nhất rồi. Đúng rồi. Tất cả là tại cái nốt ruồi nè. Mấy chị biết thì sao? Thưa bị điên hả? Đây đây đây, để nói cho nghe, nói cho nghe. Đây ha. Da em đen nè ha. Mắt hiếp. Nốt ruồi ngự trị trên gương mặt đây. Mấy cái đó hả? Ai chả biết. Chưa hết nữa, chưa hết, đi qua đây. Mấy cái đồ mà thủ công mỹ nghệ nè hả? Em làm em trưng đầy nhà nè. Còn sợ người ta không biết sao ghi hẳn cái tên thư lên đây. Mấy cái đó hả? Ai chả biết. Rồi còn cái vụ em thi văn được giải nhì thì sao? Sao? Đây ha. Giải nhì cấp quốc gia. Đây nè. Mấy cái đó hả? Ai chả biết. Vậy là chứ Quỳnh cũng biết nữa. Cái đó hả? Ai cũng biết. Ê, đi đâu vậy? Nhà không cần lau giùm nữa nha. Nè, tôi bỏ tôi nha hả? Bỏ lại anh. Mấy cô làm gì vậy? Tôi nói cho các cô nghe nè. Tôi còn coi những cái cao siêu hơn kìa. Hồi nãy sao cô không bắt bài? Giỏi không bắt bài? Bắt bài đi, tôi coi còn cái nhiều cái cao siêu hơn nữa kìa. Nè, coi đi. Tôi gọi công an đi. Thôi, tôi nói cho cô nghe nè. Tôi giải thích về thân phận của tôi thôi. Tôi làm nghề mà. Tôi coi có học, chứ không có mê tín gì đâu hết. Thôi, bây giờ... Tôi năng nè. Nè, tôi nói nè. Thôi, bây giờ tôi nói nè. Trước khi tôi về đúng không? Tôi nói cho bốn cô nghe nè. Các cô sắp có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Mà tiền này á, là các cô khởi nghiệp làm ăn. Tôi tin chắc rằng các cô á, là giàu lắm. Đi về. Cái gì vậy? Đi đâu? Ủa, đi vô cơ bói đúng không? Đi lên cơ bói để tôi coi lại cho tôi phi luôn. Tôi không lấy tiền đâu. Phải, tôi phải áp giải bà ra thang máy. Bà định trốn phải không? Bà đi thăng hàng. Lừa dối. Gì không đâu. Do it.
đâu đi đâu rồi 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 nhìn tiền là biết tiền của anh liền luôn á. Đúng rồi luôn. Vậy đây tụi em đi nha. Cảm ơn anh nhiều. Bye bye. Dạ bye bye nha. Bye bye nha. Anh ơi đừng có để tụi em thấy tiền của anh lần nữa nha, không có lần thứ hai đâu á. Bye bye. Chào thân ái. Tại My á, My mà lẹ hơn xíu nữa là mình lượm được tiền rồi. Trời đất ơi, bây giờ em còn đổ lỗi nữa em. Từ nãy giờ chị chả muốn tuột máu luôn nè. Em to nhất, em mập nhất mà em bắt người ta phải nhiều phải tổng em làm sao. Thôi thôi, nói chung là đang rất là thúi rồi nè. Tiền ở trước mắt mà không có lấy được, xém khởi nghiệp được rồi đó. Có không giữ mất được có tìm đi. Trời, ủa mà các bạn xem bói các bạn xem đúng mà tiền đuổi vô thang hàng chi vậy. Thiệt luôn á, tất cả là tại My hết chứ không tại. Gọi Quỳnh bói. Các bạn hãy ấn nút đăng ký theo dõi kênh để đón xem những tập phim mới nhất của Tiểu Yêu nha. Cảm ơn mọi người. Không, mày nói rồi, không có nuôi mèo gì hết á. Ủa sao vô lý quá vậy? Trời đất ơi, vô lý cái gì mà vô lý? Ngọc đã vô ý thức rồi, bây giờ còn đòi lượm con mèo về nuôi nữa làm sao? Thôi thôi, Ngọc thừa biết mày suy nghĩ cái gì. Mê tính vậy đang vừa thôi, nuôi mèo là nghèo hả? Chết giùm cái. Ủa, bộ nói đúng sao sồn sồn lên? Ôi trời đất ơi, bây giờ mày giải thích cho Ngọc hiểu á thì Ngọc nói mày sồn sồn. Còn bây giờ mày im á thì Ngọc bảo là nói đúng á nên im. Cái thứ gì vô lý vậy? Nè, Ngọc đã vô ý thức rồi, bưng con mèo về nuôi nó kêu hoài, kêu mãi nhức cái đầu lắm, không ai chăm sóc hết. Bây giờ nè, yêu mèo đúng không? Không thể sống thiếu mèo đúng không? Thì đi ra cà phê cho mèo chơi đi. Thôi, không cho nuôi thôi. Ủa, mới bàn mà đã mang mèo vô đâu làm gì căng vậy? Độn quá tình người vậy hết á. Gọn lại. Đúng rồi. À, Thư, em gọi Ngọc ra ăn cơm đi em. Ủa sao mày không kêu? Chị đau họng lắm, không có kêu được. Ngọc ơi, ăn cơm nè. Nói nhỏ xíu vậy rồi ai nghe. Ngọc ơi, ra ăn cơm nè Ngọc ơi. No rồi, không ăn nữa. Ủa Ngọc, chắc nó no thiệt đó em. Thôi mình ăn đi, nó không ăn đỡ tốn. Đi ăn nhanh lên. Ah!
bị trúng độc. Chị sẽ cứu em, chị sẽ cứu em. Tôi ngủ hả? Sao ngủ nhanh vậy? Cần xỉu mà. Cho tôi ngủ đi. Sáng giờ rồi, ngủ đi. Người Ngọc nóng vậy sao mới ngủ được? Sao vậy? Trời ơi, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Châm thư, châm thư, châm thư, châm thư. Đúng rồi. Châm thư, châm thư. Có biến vậy, 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 vậy. Ngọc bệnh. Ngọc bệnh nhanh 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 nhanh, có biến rồi, nhanh nhanh nhanh. Ngọc ơi, sao người nóng? Ngọc vừa sốt vừa ho, vừa ho vừa sốt. Trời ơi, Ngọc sao vậy? Ngọc. Thôi thương nha, mới cho nuôi mèo nha, cho nuôi mèo nha. Chết rồi. À đúng rồi, Trâm, em đi pha nước cam. Còn Thư, vào khăn đắp cho Ngọc giúp chị. Chị đi báo công an đây. Ôi, tự nhiên báo công an vậy? Ôi trời ơi, quên. Vậy giờ báo ai? Báo ai giờ? Không có báo ai á. Đi lấy thuốc hạ sốt cho Ngọc. Lẹ lên, lẹ lên. Đúng rồi, thuốc. Hiểu vậy. Ngon quá ha, vô tình quá ha. Sốt hả? Đòi nuôi mèo hả? Báo công an đi! Các bạn hãy ấn nút đăng ký theo dõi kênh để đón xem những tập phim mới nhất của Tiểu Yêu nha. Cảm ơn mọi người.